Hello, chào tất cả các bạn. Đây, các bạn ơi. Hôm nay lại tiếp tục đong đóm các bạn ạ. Lại một mùa, lại sắp hết một năm các bạn ơi. Chưa làm được gì đã hết một năm. Rồi, làm đóng vất vả chưa các bạn. Đây, tối rồi. Chưa ăn cơm, vẫn phải tranh thủ làm các bạn. Đóng đóng. Đó, nấm bảo ngư nha các bạn nha. Đấy. Làm ra một từ một cây nấm tế bàn ăn không đơn giản chút nào đâu các bạn ạ. Chạy ra rất nhiều công đoạn. Đó. Đấy. Đây là mụn cưa. Mụn cưa nha nha. Mụn cưa nha các bạn. Đó. Mụn cưa này. Mụn cưa này này, không phải mụn cưa lên nấm đâu các bạn nha. Mụn cưa mình phải bỏ dinh dưỡng vô, phải hấp các kiểu nữa các bạn ạ. Mình cấy giống vào mới ra một cái nấm nữa các bạn. Muốn một cái nấm ra phải mất gần một tháng các bạn ạ. Đấy, một tháng. Đó. Không đơn giản đâu các bạn. Không có gì là đơn giản hết. Đó. Đây. Đang đun bếp này. À. Xúc vào bịch. Rất nhiều loại nấm.